Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kim. Giao hàng đêm là một công việc phổ biến hiện nay, không chỉ ở Nhật Bản mà ngay cả ở Việt Nam. Là một công việc không quá vất vả, song lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, không chỉ là trộm cướp, bùng hàng hay tai nạn mà có thể còn là sự đe dọa đến những thế lực tâm linh. Đó cũng chính là những gì đã diễn ra trong Night Delivery. Và giờ hãy cùng em gái Mọt khám phá những sự thật kinh hoàng đằng sau cốt truyện của con game này nhé. Night Delivery là tựa game đến từ JulaArts được phát hành vào ngày 5 tháng 6 năm 2021 trên Steam. Nhà phát triển này nổi tiếng với việc viết game dựa theo những truyền thuyết đô thị nổi tiếng của Nhật Bản. Và có lẽ Night Delivery cũng sẽ không là ngoại lệ. Trong game, người chơi sẽ hóa thân thành một người giao hàng đêm, 31 tuổi, đang trên đường đến địa điểm giao nhận cuối cùng của ngày hôm đó, căn chung cư Nakayoshi, chung cư thân thiện. Địa chỉ đầu tiên là căn hộ 206 của một gã nhân viên văn phòng tên là Takeo. Ngay khi vừa mở cửa, hắn đã chửi ngay người giao hàng là quá chậm chạp, trong khi hắn mới chính là kẻ mở cửa muộn. Quá đáng hơn, hắn còn ném thẳng chai nước về phía anh và kiên quyết không nhận bưu phẩm được gửi tới. Người giao hàng chậm rãi nhặt chai nước lại và chia sẻ nó với chú chó Akita ở sân sau. Khi về lại xe, anh vô tình phát hiện ra một thanh niên đang đùa giỡn với chú chó khi nãy. Ngay khi phát hiện ra anh, cậu ta bỏ chạy thục mạng một cách kỳ quái. Bưu phẩm tiếp theo được giao đến căn hộ 502. Chủ nhân căn hộ là một cô gái yêu mèo tên là Erika. Trái ngược lại với gã Takio, cô nhanh chóng ra lấy hàng, còn tặng cho người chơi một hộp thức ăn cho mèo. Anh chàng tốt bụng của chúng ta sau khi phát hiện ở bãi rác có một chú mèo hoang, anh đã nhanh chóng tặng nó hộp thức ăn mà mình được cho ban nãy. Một cảm giác lạnh sống lưng chợt đến. Anh quay lại và thấy cậu thanh niên lúc nãy đang quan sát mình một cách chăm chú từ tầng 1. Nghĩ rằng đó là chuyện rất là bình thường, anh quay lại với công việc. Món hàng thứ 3 là của căn hộ 401. Chủ nhân của nó là một cậu thanh niên mê tín tên là Michiru. Cậu ta có vẻ đang sợ hãi điều gì đó. Cậu hỏi với giọng run rẩy: "Tôi có phải là người duy nhất được giao hàng không? Anh không sợ sao? Cả nơi này giống như tôi sắp biến thành một trong số họ." Anh ta phủ nhận việc có gói hàng và chỉ chịu nhận nếu như người giao hàng nói chuyện với người thầy tu sống ở căn hộ 105. Ngay khi thấy món hàng, thầy tu tên Yukichi đã phán rằng nó là một món đồ bị nguyền rủa, nhưng nếu muốn ông giải trừ thì phải đưa tiền ra trước cái đã. Sau khi đưa tiền để món đồ được làm phép, Michiru mới chịu ra nhận bưu kiện và đóng sầm cửa mà không nói một lời cảm ơn. Căn hộ thứ tư có bưu phẩm mang số hiệu 305. Chủ nhân sở hữu của nó là một nữ học sinh tên Arisa. Món hàng của cô là một khung giường. Sau khi nhận đồ, cô đã nhờ anh nhân viên lắp đặt nó giúp mình. Và sau khi hoàn thành, anh tìm nữ chủ nhà nhưng không thấy cô đâu nữa. Thay vào đó là một vũng máu từ trần đang nhỏ xuống căn phòng kế bên. Nén sợ hãi, anh nhanh chóng rời khỏi căn hộ và giao nốt những món đồ cuối cùng để hoàn thành công việc. Món đồ tiếp theo thuộc về phòng 202. Mở cửa là bà mẹ đơn thân Mariko và con trai của cô ấy. Cửa vừa mở ra, cậu bé đã chạy vụt ra ngoài hành lang và anh phải tìm cậu nhóc về cho bà nếu muốn kết thúc sớm công việc của mình. Sau một hồi vất vả, anh tìm thấy cậu bé ở căn phòng 403. Điều kỳ lạ là căn phòng treo rất nhiều hình ảnh của một chiếc tủ lạnh. Khi đi ngang phòng 402, anh thấy cậu thanh niên đang quan sát mình khi nãy gõ liên tục vào cửa sổ, ra hiệu mở ra. Nhưng khi vừa được thực hiện yêu cầu thì cậu ta chạy biến vào bên trong. Mặc kệ lối cư xử kỳ quặc, anh nhân viên bế cậu bé vào trong thang máy. Đến lúc này thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Thang máy bỗng nhiên bị tắt điện, đứa bé trên tay anh khi nãy cũng đột nhiên biến mất. Cửa thang máy mở ra, trước mắt anh hiện lên tòa chung cư với khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Khung cảnh đậm một màu tím u ám, các lầu giờ đây được nối với nhau thông qua các thang đứng. Kỳ lạ hơn nữa là những món đồ được giao trước đó đều đang ở trong xe của anh, như chưa từng có gì xảy ra. Dù rất lấy làm lạ nhưng anh vẫn quyết định đi giao chúng một lần nữa. Tuy nhiên khi đến từng căn hộ, không còn là những con người lạnh lùng ban nãy, mà là những dòng nhật ký về họ của một người bí ẩn. Sau khi hoàn thành, anh vào lại thang máy thì bất chợt một thanh niên mang áo đen cầm dao lao tới. Với khi mọi thứ sáng lại thì anh nhân viên giao hàng cũng quay trở lại với hiện thực. Đứa nhóc vẫn đang trên tay anh mang trả cậu bé về cho người mẹ.
món hàng cuối cùng thuộc về căn phòng 404. Khi anh bước vào thì đã thấy một chiếc tủ lạnh được đặt trong phòng một cách đáng ngờ. Anh mở ra và nhìn thấy đó là thi thể của nam thanh niên kỳ lạ ban nãy. Lúc này game sẽ cho ta hai ending. Ending 1, nếu người chơi đọc được 3 lá thư và rời khỏi căn phòng trước khi cửa đóng thì anh chàng giao hàng sẽ thoát được. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là toàn bộ những người thô lỗ lúc trước đều đang đứng ở ngoài cửa sổ để nhìn vào căn phòng một cách kỳ lạ. Anh quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức vì anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh báo cáo mọi chuyện với cảnh sát và sau khi khám nhà, họ phát hiện ra thi thể của Kohei Shiota. Ngay sau đó, chủ chung cư bị bắt và tra hỏi. Căn chung cư sau đó được đổi tên và hình dáng, sẵn sàng cho những vị chủ nhân tiếp theo. Ending 2. Nếu người chơi quyết định khám phá mọi thứ và không ra khỏi căn phòng trước khi nó đóng lại thì mọi thứ sẽ trở nên mờ dần. Lúc này khắp căn phòng sẽ là xác của những người vừa nãy mà người giao hàng đã gặp. Mọi thứ mờ dần rồi tắt hẳn. Cảnh chuyển đến người chủ khu chung cư, lúc này đã quan sát hết tất cả từ camera. Ông ta quyết định sẽ tự mình đi khám phá, nhưng khi vừa đến nơi, ông đột nhiên bị tấn công và trước lúc mọi thứ tắt hẳn, thứ cuối cùng hiện lên trong mắt người chơi là đôi chân của một người đàn ông và đang tỏa ra một làn khói kỳ lạ. Đó là phần gameplay của trò chơi, nhưng câu chuyện thật sự đằng sau nó như thế nào? Vì sao trong tủ lạnh lại có xác chết? Khung cảnh mà người giao hàng nhìn thấy là gì? Chúng ta sẽ cùng phân tích để tìm câu trả lời. Đầu tiên, ta biết được chàng thanh niên quan sát người nhân viên giao hàng xuyên suốt từ game, đồng thời cũng là xác chết trong tủ lạnh tên là Kohei Shiota. Để biết được điều này, người chơi phải cho chú chó ở sân sau uống nước, chú mèo ở bãi rác hộp đồ ăn và nhặt được chìa khóa để mở hòm thư. Hoàn thành 3 nhiệm vụ này, người chơi sẽ thu về được 3 bức thư mà người mẹ giao cho Kohei. Thông qua nội dung các bức thư, đồng thời kết hợp với bệnh án để trong phòng 404, ta biết được rằng cậu bị mắc một căn bệnh nào đó ảnh hưởng đến ngoại hình, rất có thể đó là bệnh đau. Cậu chuyển đến căn hộ mới sau khi bị đối xử tệ bạc ở nơi cũ. Tuy nhiên, thông qua những mảnh nhật ký, ta cũng thấy được rằng cậu không hề được chào đón ở đây. Thậm chí gã nhân viên văn phòng Takeo còn nói rằng cậu không xứng đáng được nhận trợ cấp. Cậu là gánh nặng của xã hội, những người còn lại thì coi cậu như một thứ kinh tởm, gớm ghiếc và xấu xí. Vậy, tại sao Kohei lại chết và xác được đặt trong tủ lạnh? Dù trong game không đề cập trực tiếp đến nguyên nhân, nhưng rất có thể cậu ấy bị giết trong một vụ cướp. Ở phân cảnh game đưa ta vào một chiều không gian khác, rất có thể chiều không gian này chính là ký ức của Kohei. Điều này lý giải vì sao mỗi căn hộ đều là trang nhật ký của cậu về những người thuê nhà. Và ngay sau khi vào thang máy, ta bị một người mặc đồ đen cầm dao xông tới. Xuyên suốt trò chơi, ta chưa từng gặp qua nhân vật này, nên rất có thể đây chính là tên cướp đã sát hại Kohei, và đó là ký ức cuối cùng của cậu. Về việc vì sao xác cậu lại ở trong tủ lạnh phòng 404, một điều khá chắc chắn là nó có liên quan tới ông chủ nhà trọ và những người khác. Rất có thể khi xác của Kohei được phát hiện, ông chủ nhà và những người còn lại đã không báo cảnh sát và giữ xác cậu lại trong tủ lạnh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trợ cấp của cậu. Điều này lý giải vì sao khi anh chàng nhân viên vào phòng 404 thì tất cả đều đứng ở cửa sổ của căn phòng để quan sát, còn riêng ông chủ thì lắp đặt hẳn camera để trông chừng chiếc tủ lạnh. Ngoài ra, chúng ta có thêm một vài chi tiết thú vị để đưa ra kết luận về căn phòng dùng để đặt chiếc tủ lạnh. Trong văn hóa của các nước dùng chữ Hán, trong đó có cả Nhật, thì 4 đọc là tứ, gần đồng âm với tử, tức là chết. Thế nên thường con số này người Nhật rất kỳ. Nếu ta để ý hòm thư của chung cư Nakayoshi, có thể thấy ở các tầng chỉ có phòng số 3 và 5, chỉ duy nhất tầng 4 có phòng 404. Điều đó cho thấy căn phòng này đã được quyết định dùng để chứa xác chứ không cho người khác thuê. Ngoài ra trong bức thư, ta tìm thấy ở trong hộp thư 404, dù rằng nội dung thư là những lời tình cảm của người mẹ, thế nhưng ở bên ngoài phong bì lại có dòng chữ chết đi, sống thì có ý nghĩa gì? Điều đó cho thấy ai đó trong tòa chung cư đã lén lấy thư của cậu và viết thêm vào. Ở cạnh cuối của ending 2, nếu quan sát kỹ đôi chân và vị trí làn khói tỏa ra, ta có thể nhìn thấy ngay đó chính là Kohei đang đội cả chiếc tủ lạnh để tấn công lão chủ nhà, và làn khói tỏa ra cũng chính là hơi lạnh trong tủ. Qua những sự lập luận và phân tích ở trên, ta có thể viết lại câu chuyện của anh chàng thanh niên tội nghiệp Kohei Shiota. Kohei là người vừa mới chuyển đến căn chung cư Nakayoshi, cậu bị mắc bệnh đau và đang sống nhờ vào trợ cấp xã hội.
Tuy gặp hạn chế về ngoại hình và sức khỏe, nhưng Kohei luôn cố gắng hòa nhập và luôn giúp đỡ mọi người. Yêu thương động vật, từ chú chó Akita mà cậu nuôi cho đến con mèo nhà Arisa. Thế nhưng những gì mà cậu nhận lại được từ những người hàng xóm thân thiện là một sự ghẻ lạnh. Họ coi cậu như một thứ gớm ghiếc, một mầm bệnh, một kẻ không bằng loại súc vật. Một ngày nọ, Kohei bất ngờ bị một tên cướp giết chết trong thang máy. Thi thể của cậu không được an táng mà bị những người trong chung cư giấu trong tủ lạnh nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp. Mất hoàn toàn niềm tin vào con người, cậu đã trở thành một linh hồn không thể siêu thoát và quyết trả thù bằng cách gửi những món đồ bị nguyền tới từng nhà. Đồng thời, cậu cũng quan sát người giao hàng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu người chơi thể hiện mình là một người tốt bụng, biết quan tâm, chia sẻ, chi tiết này được thể hiện thông qua việc người chơi sẽ cho chó mèo ăn. Cậu sẽ đưa người nhân viên giao hàng cuốn sổ ghi chép của người chủ nhà và đặt niềm tin vào pháp luật. Còn ngược lại, nếu người chơi chỉ tập trung vào công việc một cách lạnh lùng, Kohei sẽ hóa thành ác linh và xuống tay với tất cả mọi người. Nếu như anh em nghĩ rằng chuyện giết người giấu xác trong tủ lạnh là chuyện hoang đường, không có thật, thì hoàn toàn ngược lại. Báo chí đã từng rất nhiều lần ghi nhận được những vụ án có thủ đoạn tương tự. Ngay tại Nhật Bản, ngày 9 tháng 7 năm 2019, thời sự Nhật đã đưa tin về việc một ông bố đã giết chết cô con gái 18 tuổi vào lúc 1 giờ sáng, sau đó giấu xác của con mình vào một tủ đông tại một cửa hàng Tokyo. Sau đó, ông đã thú nhận với vợ của mình và có ý định tự tử, nhưng không thành vì bị người con trai ngăn cản kịp thời. Đây rất có thể là nguồn gốc ý tưởng để nhà phát triển game viết nên Night Delivery. Ngoài ra, một chi tiết nữa đáng chú ý trong Ending 1, tòa chung cư Nakayoshi sau đó đã được sửa sang và đổi tên, sẵn sàng chào đón những chủ nhân mới. Dù không thật sự hiểu được ý nghĩa ẩn dụ này, nhưng tôi cho rằng Chilla Arts đang muốn tố cáo một phần bản chất của xã hội Nhật. Phủ bên ngoài là sự hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng sâu bên trong là sự ghen tị giống như lão Takio, sự lạnh lùng với người khuyết tật như Arisa, sự mê tín giống như Michiru, và hơn hết là sự vô cảm đến ác độc như lão chủ nhà. Vừa rồi là những phân tích về cốt truyện cũng như sự thật đằng sau của Night Delivery. Nếu thấy hay thì anh em đừng quên để lại một like, một share cho Mọt Game cũng như những comment đóng góp để Mọt Game có thể thực hiện tốt hơn nữa những video clip về sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.